phòng vip số 508 của khách sạn Hoàng Thiên. Anh trai, anh nghĩ Lâm Thần có đến không? Trong phòng vip sang trọng, có 3 người ngồi, hai nam và một nữ. Người dẫn đầu là một người đàn ông đã nhuộm tóc trắng, mặc bộ vest màu trắng, góc mắt dưới có một hình xăm sấm sét, cổ phải cũng có một hình xăm lửa trời, khuôn mặt hơi tà ác, trông giống người đàn ông khoảng 25 đến 26 tuổi. Trên chiếc ghế bên trái, có một cô gái nhỏ mặc áo khoác đen, cao khoảng 1m45 với mái tóc xanh lam. Trên da trần phía sau cô, có thể nhìn thấy một hình xăm giống như một hình ngọn cỏ khô. Trên chiếc ghế bên phải, có một người đàn ông chọc đầu mặc vest, thân hình cực kỳ vạm vỡ, không thể nhìn thấy bất kỳ hình xăm nào trên người anh ta. Người đàn ông tóc trắng đẹp trai nhấc ly rượu trên bàn, đưa lên môi và uống một ngụm, cười nhẹ. Anh ta sẽ đến, ta không biết trông anh ta như thế nào, nhưng ta hiểu anh ấy hơn bất cứ ai. Người đàn ông chọc đầu có giọng nói trầm thấp, nói, "Anh trai, theo cá nhân tôi, anh ta không đủ can đảm để làm kẻ thù với Cố Trường Thành." Cô gái tóc xanh lam gật đầu và nói, tôi cũng nghĩ vậy. Hiện tại, anh ta là chủ tịch liên minh siêu văn, gần như đứng trên đỉnh của cửu châu quốc. Tôi mới xem qua trang web chính thức của liên minh, có 2.000 thành viên. Anh ta sẽ đến và sẽ đồng ý, người đàn ông tóc trắng tự tin khẳng định. Tuy nhiên, người đàn ông chọc đầu không mấy quan tâm và nói, hầu hết chỉ là rác thôi, 2.000 người còn chưa đủ để giết chết tất cả anh em của Bạch Mộng. Lời này không sai, anh em của Bạch Mộng đều rất mạnh mẽ. Lý do họ giữ kín tiếng là do Bạch Tinh không cho phép họ quá nổi bật. Thực tế, Bạch Tinh không muốn im hơi lặng tiếng như vậy, chỉ là vì khi xem trực tiếp qua phát sóng, anh ta đã thấy cố Trường thanh đánh chết vua kiến, nên mới tạm thời chọn giữ kín tiếng. Sau khoảng 20 phút chờ đợi, một nữ nhân viên phục vụ đi vào và nói, bên ngoài có một vị khách, họ nói là bạn của các anh, phải không? Bạch Tinh gật đầu và nói, đúng vậy, mời anh ta vào đi. Được ạ, à. nhân viên phục vụ làm theo. Không lâu sau, Lâm Thần đẩy cửa và bước vào. Chủ liên minh Lâm, chào mừng, xin ngồi xuống. Bạch Tinh tự ngồi dậy, cười nhẹ và vẫy tay ra hiệu anh ta ngồi xuống. Lâm Thần nhìn thoáng qua ba người đang ở đây và ngồi đối diện, nhìn Bạch Tinh và nói: "Tôi nên xưng hô như thế nào?" "Bạch Tinh." Anh ta tự giới thiệu với nụ cười và ngồi xuống. "Anh muốn giết Cố Trường Thanh, có đủ sức mạnh không?" Lâm Thần không muốn phí thời gian với họ, một ánh mắt đầy nghi vấn nhìn họ. Bạch Tinh uống một ngụm rượu, cười nhẹ: "Một mình tôi không đủ sức, nhưng nếu có bạn, chắc chắn không khó." Soạt soạt, sau khi nói xong, anh ta trực tiếp làm rách áo. Ngực anh ta có một hình xăm chim phượng hoàng bất tử, và phía sau có một hình xăm cỗ quan tài với chín con rồng cửu long duy quan trong truyền thuyết chúng sống động có sức ép đáng kinh sợ nhìn thấy điều này ánh mắt của lâm thần nhìn chằm chằm và sau đó cười không ngờ rằng trong cửu châu quốc của chúng ta thật sự là có rồng ẩn mình mà nhìn thấy siêu hình trên người đối phương lâm thần không còn nghi ngờ cỗ quan tài với chín con rồng và chim phượng hoàng bất tử đều là sự tồn tại đáng sợ không ngờ rằng trong số các siêu hình của cửu châu quốc lại có một tên khủng bố như anh ta bạch tinh cười nhẹ vậy có cần tôi kích hoạt siêu văn để thử sức không sự nghi ngờ trên khuôn mặt lâm thần đã biến mất anh gật đầu và nói đúng nhưng vì sao anh muốn giết cố trưởng thành anh ta đã làm tổn hại đến lợi ích của tôi ngăn cản tôi làm giàu như giết chết người thân của tôi tôi có chín nhà máy gia công vì một câu nói của anh ta đã gánh chịu nhiều thiệt hại quá lớn bạch tinh cười lạnh không giết anh ta giết ai ta là nêu trước biến dị ta là xăm thủ đẹp nhất hành tinh trên người ta cũng rất rất nhiều hình xăm các bạn có thắc mắc hiện giờ ta thế nào không? He he he, nhìn chung vẫn nghèo. Này admin thuê ta tới để quảng cáo, cổng donate đã mở, để kênh sống sót và ra clip thường xuyên hơn. Mời các huynh đệ xem clip được ghim đầu tiên để donate. Ta xin chân thành cảm ơn.